Thông tin từ báo Dân Chí, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bước sang ngày thứ Một Ngàn, vào ngày 19 tháng 11, một con mốc trong cuộc xung đột khốc liệt nhất của châu Âu kể từ Thế chiến thứ Hai. Những tổn thất về người và tài sản vẫn tiếp tục gia tăng. Tính đến ngày 31 tháng 8, Phái bộ Giám sát nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Ukraine đã ghi nhận ít nhất 11.743 dân thường thiệt mạng và 24.614 người bị thương ở Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự. Các quan chức Liên hợp quốc và Ukraine cho biết, con số thực tế có thể cao hơn nhiều do khó khăn trong việc xác minh số người chết và bị thương, đặc biệt là ở những khu vực như thành phố cảng Mariupol bị tàn phá hiện do Nga kiểm soát. Trong một lần hiếm hoi Ukraine nhắc đến thương vong quân sự, Tổng thống Volodymyr Zelensky vào tháng 2 cho biết 31.000 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc chiến với Nga, ông không đưa ra số liệu về số người bị thương hoặc mất tích. Ngoài con số thương vong trực tiếp, xung đột cũng làm tăng tỷ lệ tử vong do nhiều nguyên nhân trên khắp Ukraine, khiến tỷ lệ sinh giảm khoảng 1/3, hơn 6 triệu người Ukraine phải di tản ra nước ngoài và khiến gần 4 triệu người phải sơ tán trong nước. Liên hợp quốc ước tính dân số Ukraine đã giảm 10 triệu người, hoặc khoảng 1/4 kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra. Nga hiện kiểm soát và tuyên bố đã sáp nhập khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine. Lực lượng Nga ban đầu tấn công qua miền Bắc, miền Đông và miền Nam Ukraine vào đầu năm 2022, tiến đến ngoại ô Kiev ở phía Bắc và băng qua sông Dnipro ở phía Nam. Quân đội Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga trong suốt năm đầu tiên của cuộc chiến, nhưng Nga vẫn giữ được các vùng lãnh thổ phía Nam và phía Đông. Moscow hiện đã kiểm soát gần như toàn bộ khu vực Donbass ở phía Đông Ukraine và toàn bộ bờ biển Azov ở phía Nam. Nhiều thành phố ở khu vực tiền tuyến do Nga kiểm soát đã bị phá hủy, lớn nhất trong số đó là cảng Mariupol của Azov. Trong năm qua, Nga đã dần mở rộng quyền kiểm soát trong các cuộc giao tranh dữ dội, chủ yếu ở Donbass. Trong khi đó, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên vào lãnh thổ Nga vào tháng 8 và đã kiểm soát một phần vùng Kursk ở phía tây Nga nền kinh tế Ukraine đã suy giảm khoảng 1 phần 3 vào năm 2022, mặc dù có dấu hiệu tăng trưởng vào năm 2023 và trong năm nay, nhưng nền kinh tế vẫn chỉ bằng 78% quy mô trước xung đột. Phó Thủ tướng thứ nhất Julia Suridenko nói với Reuters, Đánh giá mới nhất của Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu, Liên Hợp Quốc và Chính phủ Ukraine cho thấy thiệt hại trực tiếp do xung đột ở Ukraine đã lên tới 152 tỷ đô la Mỹ tính đến tháng 12 năm 2023. Trong đó, nhà ở, giao thông, thương mại và công nghiệp, năng lượng và nông nghiệp là những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tổng chi phí tái thiết và phục hồi được Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Ukraine ước tính khoảng 486 tỷ đô la Mỹ tính đến cuối tháng 12 năm ngoái. Theo dữ liệu của Bộ Kinh tế Ukraine, con số này cao hơn 2,8 lần so với tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa của Ukraine vào năm 2023. Ngành năng lượng của Ukraine bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề khi Nga thường xuyên nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong các cuộc tấn công tầm xa. Bloomberg trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với kế hoạch của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất đóng băng xung đột Nga-Ukraine theo giới tuyến hiện tại, đồng thời kêu gọi Kiev trì hoãn các cuộc thảo luận về việc gia nhập NATO trong ít nhất 10 năm như một sự nhượng bộ đối với Moscow. Ông Erdogan cũng được cho là có kế hoạch đề xuất thành lập một khu phi quân sự ở vùng Donbass, miền đông Ukraine, nơi quân đội quốc tế sẽ được triển khai để đảm bảo an ninh cho Ukraine. Khi được yêu cầu bình luận về thông tin trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow không có thông tin về bất kỳ đề xuất nào do Tổng thống Erdogan chuẩn bị. Tuy nhiên, ông Peskov cho biết bất kỳ hình thức đóng băng nào theo giới tuyến xung đột quân sự đều không thể chấp nhận được đối với Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã nêu ra các điều kiện để chấm dứt xung đột và các bước đi, đó là các bước cần phải thực hiện để chấm dứt giao tranh, người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm. Vào tháng 6, Tổng thống Putin đã đặt ra các điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev, bao gồm việc rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát, bao gồm Donetsk và Lugansk, còn gọi chung là Donbas, cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhia. Đây là những vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập cùng với bán đảo Crimea và phía nam Ukraine. Các điều kiện do Tổng thống Putin đưa ra cũng bao gồm việc Ukraine cam kết trung lập không gia nhập NATO hoặc bất kỳ khối quân sự phương Tây nào khác. Tuần trước, trong cuộc điện đàm trực tiếp đầu tiên với Thủ tướng Đức Olaf Scholz sau hai năm, Tổng thống Putin cũng nhắc lại rằng Moscow vẫn cởi mở trong việc tìm kiếm giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng ông cho biết Kiev đã từ chối đàm phán theo điện kremlin tổng thống nga cũng nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng ukraine là hậu quả trực tiếp của chính sách gây hấn từ lâu của nato nhằm tạo ra một bàn đạp chống nga trên lãnh thổ ukraine trong khi phớt lờ lợi ích của nga trong lĩnh vực an ninh và không tôn trọng quyền của cư dân nói tiếng nga trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Đức, Tổng thống Putin nhấn mạnh bất kỳ giải pháp tiềm năng nào giữa Moscow và Kiev chắc chắn sẽ phải tính đến lợi ích an ninh của Nga, thừa nhận thực tế lãnh thổ mới và loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ví cuộc gọi của hai nhà lãnh đạo Nga-Đức như mở hộp Pandora và mang lại cho Moscow những gì mà họ muốn. Đức là một trong những quốc gia viện trợ mạnh mẽ nhất cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Theo thông cáo của chính phủ Đức, Thủ tướng John đã yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine và khẳng định Đức sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev. Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 17 tháng 11 đã ra thông báo nêu chi tiết về cuộc tấn công sử dụng các vũ khí trên không và trên biển tầm xa, cũng như máy bay không người lái UAV. Bộ này cho biết cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng hỗ trợ hoạt động của Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Ukraine cũng như các nhà máy sản xuất thiết bị quân sự. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công. Trước đó, truyền thông và giới chức Ukraine đã đưa tin một làn sóng tấn công diễn ra trên khắp các vùng của nước này, khiến công ty điện lực quốc gia phải áp dụng tình trạng mất điện khẩn cấp. Tờ Pravda dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói cuộc tấn công của Nga được thực hiện với khoảng 120 tên lửa, gồm cả tên lửa siêu vượt âm và 90 UAV và rằng đó là một trong những cuộc tấn công lớn nhất, nguy hiểm nhất trong toàn bộ cuộc xung đột. Theo nhà lãnh đạo này, hệ thống phòng không của Ukraine đã chặn được hơn 140 mục tiêu bay tới, nhưng ông thừa nhận cuộc tấn công đã gây hư hại cho một số cơ sở năng lượng. Tại Nikolaev, các quan chức địa phương báo cáo có hai trường hợp tử vong và 6 người bị thương. Thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng năng lượng đã được ghi nhận tại vùng Volin, dẫn đến tình trạng mất điện ở vùng Poltava và gián đoạn dịch vụ cấp nước ở Odessa. Nhiều vụ nổ cũng xảy ra ở vùng Vinitsa và Lviv. Ngoại trưởng Ukraine Andrei Sibiga mô tả cuộc không kích mới nhất của Nga là một trong những cuộc không kích lớn nhất và liên hệ nó với những diễn biến ngoại giao gần đây. Ông Sibiga cho rằng đó là phản ứng thực sự của Moscow đối với tất cả những người đã gọi điện và đến thăm Tổng thống Vladimir Putin gần đây, ám chỉ cuộc gọi giữa người đứng đầu nước Nga Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào cuối tuần trước. Trước đó, Moscow giải thích các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là biện pháp trả đũa cho các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng quan trọng và các cơ sở dầu mỏ của Nga. Điện Kremlin đã nhấn mạnh Nga không có ý định nhắm vào dân thường mà nhằm phá vỡ năng lực quân sự và hệ thống hỗ trợ của Kiev. Theo trang đời sống và pháp luật, quân đội Nga không ngừng tiến công các hoạt động tấn công theo các hướng Nam Donetsk và Zaporizhia các đơn vị tấn công của lực lượng vũ trang Nga tiếp tục gây áp lực lên hàng phòng ngự của Ukraine, nỗ lực giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với vùng Zaporizhia và Donetsk. Hiện tại, quân đội Nga đang tiến hành các hoạt động chiến thuật để bao vây các nhóm quân Ukraine ở khu vực Velika Novosjonka và Kudakovo. Do đó, theo hướng Nam Donetsk, các đơn vị của lực lượng vũ trang Nga đã tiến vào khu Lesnaya Dacha đến độ sâu 1 km về phía đông Bogoyablenka. Nga đồng thời cũng đạt được thành công gần khu định cư Danneje. Ở phía tây Maximovka, quân đội Nga đã thành công kiểm soát thêm một vùng lãnh thổ rộng tới 2,7 km. Đến nay, nhóm thiết giáp Nga đang tiếp tục tiến về các khu định cư Uspenovka, Sukijean và Chudovoye. Theo hướng Zaporizhia, hơi trách về phía bắc và tây nam của Dnipin, các đơn vị của lực lượng vũ trang Nga đã tiến sâu thêm một km. Các đội quân cơ động cũng đang tiếp tục tiến về phía Novodarovka và Novopin. Trong khu vực này, chỉ còn chưa đầy 6 km là Nga sẽ tiến đến biên giới của vùng Dnipropetrovsk. Trước tình hình trên, bộ chỉ huy Ukraine đang cố gắng hết sức để giữ vững tiền tuyến bằng cách chuyển quân dự bị mới về phía nam, nhưng nguồn nhân lực của quân đội nước này dường như đã bị cạn kiệt nghiêm trọng ngay cả trước khi đến được mặt trận. Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine trong đêm ngày 16 và ngày 17 tháng 11 theo giờ địa phương, nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và công nghiệp quân sự quan trọng của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga cho hay cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng hỗ trợ hoạt động của Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Ukraine cũng như các nhà máy sản xuất thiết bị quân sự. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị tấn công. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Nga đã sử dụng khoảng 120 tên lửa, bao gồm cả tên lửa siêu thanh và 90 máy bay không người lái trong cuộc tấn công. Ông Zelensky khẳng định rằng hệ thống phòng không của Ukraine đã đánh chặn hơn 140 tên lửa và máy bay không người lái, nhưng thừa nhận rằng các cuộc không kích đã gây hư hại cho một số cơ sở. Nga trước đó đã giải thích rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là biện pháp trả đũa cho các cuộc tấn công được cho là của Ukraine vào cơ sở hạ tầng quan trọng và các cơ sở dầu mỏ của nước này. Điện Kremlin đã nhấn mạnh rằng các hoạt động này không nhằm vào người dân Ukraine mà nhằm phá vỡ khả năng quân sự và hệ thống hậu cần của đối phương. Kênh Military Samarit đưa tin, dạng sáng ngày hôm qua, ngày 17 tháng 11, Nga đã tiến hành cuộc tập kích đường không lớn nhất vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Hơn 120 tên lửa, bao gồm tên lửa hành trình và rất nhiều UAV, đã được sử dụng nhằm vào các trạm biến áp và nhà máy điện, gây ra một số vụ mất điện diện rộng ở Ukraine. Tình hình ở phía nam Donetsk vẫn căng thẳng đối với quân đội Ukraine AFO. Pháo đài cuối cùng Uspenipka đang bị đe dọa từ nhiều hướng và có thể dẫn đến sự sụp đổ của các tuyến phòng thủ dọc theo chuỗi làng ở đó. Đồng thời, quân đội Nga EDF-AF đang phát triển về phía bắc Kudakove và các vị trí mới cho thấy họ đã ở Beresky. Mục tiêu là tiếp cận ngôi làng Sariseni để triệt hạ đường tiếp tế của đối phương ở Kudakove. Tại Torres, lực lượng Kiev bị đe dọa bao vây ở Zabanka khi EDF-AF xâm nhập vào trung tâm quận. Kênh Didoka nhận định sự kiện đáng chú ý nhất trong tuần qua là đòn dáng khủng khiếp của Nga vào ngành năng lượng Ukraine và quyết định gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Kiev tấn công Nga bằng tên lửa ATACMS chuỗi sự kiện đáng chú ý bắt đầu từ dạng sáng ngày 17 tháng 11 khi lần đầu tiên sau một thời gian dài lực lượng hàng không vũ trụ nga đã tung đòn tập kích đường không ồ ạt vào hậu phương ukraine đặc biệt nhằm vào lĩnh vực năng lượng đến tối tổng thống mỹ biden hai tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống đã đưa ra một quyết định cứng rắn cho phép kiev bán tên lửa atacms vào lãnh thổ nga từ đó có thể tạo ra sự chia rẽ trong chính quyền của ông Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại lời của Tổng thống Vladimir Putin rằng việc tấn công bằng vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Nga có nghĩa là các nước NATO sẽ trực tiếp tham gia vào các cuộc xung đột với Moscow. Trước đó, vào đầu tuần, tình tiết nổi bật nhất chắc chắn là cuộc đột kích của đơn vị thiết giáp RF-AF tới vùng ngoại ô phía đông Kupiansk. Hành động có vẻ mạo hiểm này đã mang lại kết quả vượt mong đợi. Dựa trên kết quả đó và các hành động tiếp theo Lực lượng Moscow có một đầu cầu cần được củng cố và nhanh chóng mở rộng ở bờ đông Oskol và ngay trong trung tâm thành phố. AFU đang gặp vô vàn khó khăn ở Kudakove do đối phương tiếp tục cuộc tấn công năng động trên cả hai bờ hồ chứa. Lực lượng Kiev nỗ lực ngăn đà sụp đổ bằng một động thái cho thấy họ đang bên bờ vực của sự tuyệt vọng đã cho nổ tung một con đập trên hồ chứa. Tuy nhiên, thay vì dồn dập cản bước chân edf đang ồ ạt xung phong, dòng nước lũ của sông Volchaya lại chảy về vùng ngoại ô phía tây Kudakove và các con đường dẫn ra khỏi thành phố về phía tây. Dường như quyết định này không giúp ích gì cho lực lượng Kiev trong vòng vây ngày càng rõ ràng ở sông Sukhyali. Phân tích của kênh Eden cho biết đã xuất hiện các dấu hiệu sụp đổ rõ ràng đối với Ukraine. Điều này đã bắt đầu hơn 66 ngày trước, nhưng ngay cả ý tưởng đơn thuần về sự sụp đổ sau 2 năm của một mặt trận gần như ổn định và cuộc chiến tiêu hao dường như đã xa vời đối với hầu hết mọi người. Bây giờ sự thật là không thể phủ nhận. Tình hình ở phía nam của Ukraine tồi tệ đến mức giờ đây chúng ta cần phải phóng to đến một khoảng cách mà hầu hết người lập bản đồ chưa chạm tới kể từ năm 2022. Các mũi tên giờ đã lớn và SFAF đang tiếp cận hết mục tiêu này đến mục tiêu khác với sự kháng cự của Kiev ngày càng yếu ớt. Kudakove sẽ thất thủ vì sơn phía Bắc và phía Nam bị tổn hại, nguồn cung có thể sẽ bị cắt trong vòng một hoặc hai tuần. Bạn biết phía Tây Selidove và Kudakove là gì không? Đó là đất nông nghiệp bằng phẳng, không có dân cư và sẽ không còn bất cứ vật cản đáng kể nào đối với lực lượng Moscow. Theo kênh thì bà, lực lượng Moscow thực hiện một cuộc tấn công tổng hợp vào hàng loạt mục tiêu AFO trên hầu hết lãnh thổ Ukraine. Tình trạng mất điện đang xảy ra ở các vùng Tipne, Lvov và Dnipropetrovsk, nhưng nặng nề nhất là ở Odessa. Đổi lại, Kiev lần đầu tiên tấn công một doanh nghiệp công nghiệp của Nga ở Izev bằng UAV. Trên mặt trận Kursk, lực lượng Moscow đang tham chiến ở các quận Kotenevo và Suza. Sau đó, đội hình của Kiev được cho là đã bị bao vây trong một vành đai rừng. Theo hướng Pokrovs, RFAF đã tập trung tại Yudhivka và đang phát triển về phía Pechivka từ Hri lần cận. Trong khi tại Kudakove, họ đã giành quyền kiểm soát Votnesenka đang chiến đấu ở Bedesky và củng cố ở trung tâm Chudov. Ở Vremivka, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở vùng ngoại ô phía bắc Makadove, nơi mà các đơn vị AFU đang cố gắng bám víu. Kênh Pechenko ủng hộ Kiev xác nhận tình hình của AFU ngày 1 d ở Pokrovsk và Turetsk. Cụ thể, về phía Pokrovsk, ở sơn phía nam, ETFAF đã xông vào Novaya Ilinka và đang phát triển dọc theo khe núi Skotovata theo hướng Beresky ở ngoại ô phía đông, nơi lực lượng Moscow đang cố gắng để có được chỗ đứng. Tại Torres, Nga tiếp tục gây áp lực lên Sabanka từ phía bắc và phía đông, tiến công bằng các nhóm lính xung kích về hướng trung tâm dọc theo một số đường phố. Kênh Toby Ayodo đưa tin lực lượng Moscow đã mở chiến dịch mới ở Zaporizhia và có những bước tiến nhẹ về phía Odekhov. Mũi xung kích phát triển tới Novo Andreyevka đã bắt đầu từ Nesteryanka. Ngoài ra, EDFAF đã bắt đầu một cuộc tấn công về phía bắc Robotino hướng tới Malaya Tokmeka bên cạnh đó thông tin từ thực địa cho thấy các đơn vị nga đã đến vùng ngoại ô phía nam Belokodie và những bước tiến cũng được ghi nhận từ làng novopogrovka hướng tới malaya tokmeka giao tranh ác liệt đang diễn ra trong cuộc tấn công của lực lượng Moscow theo hướng Kharkov cũng như ở Donbass và cuộc phiêu lưu của Kiev một số lượng đáng kể các đơn vị Ukraine sẵn sàng chiến đấu nhất đã được rút khỏi mặt trận phía Nam điều này có thể tạo thuận lợi cho RFAF đạt nhiều thành công hơn nữa ở Nam Donetsk và Zaporizhia Ukraska Pravda đưa tin, báo cáo vào tối ngày 17 tháng 11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày Chủ nhật, 134 cuộc đụng độ đã diễn ra trên mặt trận. Nga tấn công chủ yếu theo hướng Kudakove 35 lần và Pokrovsky 28 lần. Báo cáo có đoạn, đối phương thực hiện một đợt tập kích quy mô lớn, sử dụng 130 tên lửa, 61 của không kích, sử dụng 98 bom KAB, hơn 700 UAV cảm tử và thực hiện hơn 3.500 cuộc pháo kích bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết AFU đã đẩy lùi hầu hết các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Kupians, Liman, Siversky, Kramatorsk, Todes, Vremovsky, Odekov và Dnipro. Lực lượng phòng vệ tiếp tục hoạt động ở khu vực Kors. Đối phương không từ bỏ nỗ lực đẩy AFU khỏi vị trí của họ về phía Belgrops. Theo thống kê sơ bộ, nhiều phương tiện và vũ khí bị phá hủy hoặc hư hại. Lực lượng Moscow đang tấn công mạnh tại Kudakovye với 35 cuộc đụng độ. Theo số liệu sơ bộ, tổn thất của đối phương lên tới 128 người cùng với một số xe tăng, xe thiết giáp và vũ khí. Thị trường Moscow báo cáo cuộc tấn công bằng UAV Dạng sáng nay ngày 18 tháng 11, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin trên Telegram thông báo có UAV bay tới Moscow nhưng đã bị bắn hạ. Theo ông, phòng không Nga được cho là lần đầu tiên đã bắn hạ một UAV bay về phía Moscow ở quận đô thị Damenskoye. Sau đó, một chiếc khác bay về phía thủ đô nhưng cũng bị bắn hạ ở quận nội thành Pavlovsky Posad. Các đơn vị ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường vụ việc, thị trường Moscow nói. Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, tối ngày 17 tháng 11, các UAV của đối phương tiếp tục tấn công Ukraine từ hướng Bắc. Lúc 21 giờ, thông báo ghi nhận có nhóm UAV tấn công mới ở vùng Sumy. Sau đó, từ 21 giờ 43 phút đến 23 giờ 01 phút, hàng loạt UAV khác đang hướng đến vùng Poltava, Mykodot, Glukhov và Kiev. Lúc 00 giờ 23 phút ngày 18 tháng 11, UAV Nga hoạt động ở Sumy, Chernihiv, Poltava và Chekasy. Ukrainska Pravda đưa tin trong bài phát biểu tối ngày 17 tháng 11, Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi cuộc tấn công lớn của Nga và Ukraine hôm Chủ nhật là phản ứng đối với bất kỳ ai muốn đạt được điều gì đó thông qua các cuộc gọi điện thoại và sự xoa dịu đối với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Ông nói, hôm nay đã xảy ra một trong những cuộc tấn công lớn nhất và nguy hiểm nhất của Nga trong toàn bộ cuộc chiến. 210 UAV và tên lửa cùng một lúc, đặc biệt là vũ khí siêu thanh và khí cầu. May mắn thay, hầu hết các mục tiêu đều bị bắn hạ. Mục tiêu của Nga là năng lượng, cơ sở hạ tầng quan trọng. Ông Zelensky nhấn mạnh, và đây là câu trả lời cho tất cả những ai muốn đạt được điều gì đó với ông Putin thông qua các cuộc trò chuyện, gọi điện, ôm, xoa dịu. Hôm nay, chim bồ câu hòa bình này đã gửi cho chúng tôi thêm dao găm và calip. Đây là kiểu ngoại giao Nga đã làm điều tương tự trong gần 1.000 ngày và chúng ta cần phải tự bảo vệ mình trước điều này. Chúng ta cần phải mạnh mẽ. Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng, trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công lớn của đối phương, những tổ hợp phòng không Patriot một lần nữa thể hiện mình một cách xuất sắc và những chiếc F-16 cũng thể hiện mình khá tốt, có tên lửa bị bắn hạ. Theo ông, công việc phục hồi hiện đang được tiến hành ở bốn khu vực – Hồi sáng, hơn 1 triệu thuê bao bị mất điện. Đến nay, số lượng đã khôi phục được đáng kể. Ông nói thêm, chúng tôi chắc chắn sẽ đáp trả đối phương và chúng tôi phải chịu đựng áp lực ngay bây giờ, mọi áp lực, mọi đòn gánh, để đạt được mục tiêu của chúng tôi vào năm tới, để đạt được hòa bình. Tổng thống Zelensky bình luận về các báo cáo trên phương tiện truyền thông về việc Mỹ, Anh và Pháp cho phép Kyiv sử dụng tên lửa tầm xa trên lãnh thổ Nga, nói rằng các tên lửa sẽ tự nói lên điều đó ông nói kế hoạch củng cố ukraine là kế hoạch chiến thắng mà tôi đã trình bày với các đối tác một trong những điểm cốt lõi là khả năng tầm xa của quân đội chúng ta ngày nay nhiều phương tiện truyền thông nói rằng chúng tôi đã được phép thực hiện các hành động thích hợp nhưng các cuộc tấn công không được thực hiện bằng lời nói những điều như vậy không được công bố các tên lửa sẽ tự nói lên điều đó Trước đó, báo The New York Times của Mỹ đưa tin Tổng thống Biden đã lần đầu tiên cho phép quân đội Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga. Loại vũ khí này có thể được sử dụng đầu tiên để chống lại quân đội Nga và Triều Tiên ở khu vực Cus. Theo hãng tin Reuters của Anh, Ukraine có kế hoạch tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa của Mỹ trong những ngày tới. Theo Le Figaro, Pháp và Anh theo sau Mỹ đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa SCALP Somsa đầu để tấn công lãnh thổ Nga. Triều Tiên có thể gửi tới 100.000 quân tới giúp Nga. Bloomberg trích dẫn các nguồn quen thuộc với ước tính của một số nước G20 cho biết Triều Tiên có thể gửi tới 100.000 quân tới hỗ trợ trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Các nguồn tin nói với Bloomberg rằng Triều Tiên có thể triển khai tới 100.000 quân để hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine nếu liên minh giữa Bình Nhưỡng và Moscow tiếp tục ngày càng sâu sắc. Nga và Triều Tiên chưa bình luận về thông tin trên.